Xin thân mời kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng quan tâm truy cập và theo dõi video trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dàn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng những mẫu mã sản phẩm mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu, các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình 0835 31 8889. Nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phụ Kiện Audio bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể thường xuyên cập nhật được những video mà Phụ Kiện Audio đăng lên mỗi ngày. Quý vị và các bạn, các bác và anh em thân mến, ở trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến với toàn thể tất cả các bác và anh em một cái dòng dây tín hiệu âm thanh AV hay còn gọi là dây RCA, bản dây phòng thu cực kỳ chất lượng được DIY tại Phụ Kiện Audio với mức giá rất là hợp lý để các bác và anh em ai ai chúng ta cũng có thể cùng nhau xem, tham khảo, lựa chọn, mua sắm, phối ghép cho thiết bị dàn âm thanh của mình được. Và trên tay em đang cầm hiện tại đây là một bộ dây hoàn chỉnh được DIY tại Phụ Kiện Audio. Phôi dây là bản dây tín hiệu sử dụng trong phòng thu. Một bộ hoàn chỉnh của nó sẽ gồm là hai sợi và bốn đầu jack như này. Hai sợi riêng biệt và bốn đầu jack AV hay còn gọi là jack RCA. Một số bác thì gọi là dây bông sen đấy. Đấy, đầu jack bông sen như này. Đấy, về chi tiết về cái phôi dây này thì đây là cái phôi dây ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em này. Phôi dây này thì là em khai thác được từ những cái phòng thu âm tại Nhật. Dây tín hiệu sử dụng trong phòng thu thì cái chất âm của nó rất là trung thực, tươi sáng và chi tiết. Đặc biệt là nó lên chuẩn chỉ cả 3 giải âm, bát mid chép lên chuẩn dài, đủ dài để các bác và anh em có thể dễ dàng phối ghép cho bất cứ một bộ dàn, một thiết bị âm thanh nào. Bản dây phòng thu này thì cái chất âm của nó rất là trung thực nhá, trung thực, chi tiết để dành cho các bác và anh em thích cái sự trung thực, có độ chi tiết cao trong bản nhạc. Bát mid chép lên chuẩn dài, đủ dài. Cái phôi dây này thì tí nữa em sẽ tuốt ra để các bác và anh em xem cái lõi dẫn bên trong. Bây giờ thì là em sẽ giới thiệu chi tiết về cái bộ dây này để các bác và anh em xem trước. Một bộ của nó sẽ gồm là hai sợi và bốn đầu jack như này. Vỏ dây bên ngoài thì được bọc một lớp vải dù cực kỳ đẹp như này các bác và anh em nhé. Bọc một lớp vải dù rất là đẹp, em sẽ quay cận cảnh ở đây để các bác và anh em xem này. Đấy. Bọc một lớp vải dù rất là đẹp bên ngoài như này, dây thì cực kỳ chắc chắn luôn các nhá, dây rất là chắc chắn này, giật rằng không bao giờ đứt luôn, vỏ dây thì rất là dai mềm như này. Đấy. Dây là rất là chắc chắn. Và đầu jack em đi ngoài đây em lựa chọn là đầu jack Hitachi. Đấy. Đầu jack Hitachi toàn bộ đều đầu jack đều là chân đồng như này. Đấy. Xung quanh cái đường viền này thì có rất là nhiều những cái khứa cắt này. Rất là nhiều cái khứa cắt như này giúp là tăng cái khả năng tiếp xúc và thiết bị cũng như là cộng hưởng chất lượng âm thanh. Đấy. Đầu jack tốt, dây dẫn tốt thì nó sẽ đạt chuẩn. Cái jack này cắm thì cực kỳ chắc chắn và êm ái, em sẽ cắm thử các bác và anh em xem luôn này. Đấy. Cắm vào này, cắm vào nó rất chắc chắn như này, nó không bị lỏng lẻo, để tránh tình trạng là khi mà các bác và anh em cắm vào sử dụng nó bị ù xì hoặc là lẹt xoẹt nhé. Đấy, dây thì rất là đẹp như này, vỏ dây bên ngoài này được bọc vải du, đầu jack DIY hoàn chỉnh chuẩn chỉ như này cho các bác và anh em. Đấy, ở bên trong sau khi em mà DIY hoàn chỉnh thì em đều bọc cái co này vào. Đấy, đều bọc sẵn những cái co này vào và thiếc em sử dụng để hàn nhé, toàn bộ là thiếc Nhật. Đấy, các bác và em sẽ nhìn thấy là toàn bộ em sử dụng đây là thiếc Nhật, rất là đẹp, mối hàn thì sáng bóng. Đấy. Rất là đẹp như này, DIY một cách hoàn chỉnh như này thì các bác và anh em về chúng ta yên tâm sử dụng nhá. Dây AV, bản dây phòng thu cực kỳ chất lượng. Bộ dây, những cái bộ dây em làm sẵn như này có chiều dài là 1 mét, còn nếu như mà các bác và anh em cần những cái độ dài ngắn hơn thì có thể yêu cầu em. Ví dụ như là các bác và anh em để hai cái thiết bị chỉ chồng lên nhau như này thôi. Đấy, hai cái thiết bị nó chồng lên nhau mà chỉ cần một bộ dây nó khoảng độ 50 phân, 50 phân thì em cũng là DIY hoàn chỉnh cho các bác và anh em. Thậm chí các bác và anh em cần những cái bộ 1 mét, 2 mét thì đều có đầy đủ cho các bác và anh em, mức giá rất là hợp lý thôi. Đây là cái phôi dây của nó này. Đấy. Dây này thì là cái vỏ bọc bên ngoài, vỏ bọc vải dù bên ngoài này là dây nguyên bản như này các anh nhá, dây nguyên bản như này chứ không phải là em bọc thêm vào. Đấy, nguyên bản của nó cả cuộn như này này, cả cuộn rất là nhiều như này, toàn bộ họ bọc nguyên như này. Sau khi bỏ cái lớp vỏ bên ngoài, bỏ lớp vải dù bên ngoài ra thì bên trong là lớp nhựa cao su màu trắng như này các anh nhá, em sẽ tuốt luôn ra để các bác và anh em xem về cái lõi dẫn bên trong này, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Vỏ dây bên ngoài, vỏ cao su rất là dai, ôm rất là khít vào dây như này. Đấy, vỏ cao su bên ngoài. Đấy, rất là dai mềm như này. Bên trong thì nó sẽ có những cái lớp áo chống nhiễu bọc xung quanh cái sợi dây. Đấy, em sẽ quay cận cảnh ở đây để các bác và anh em xem kỹ hơn này. Lớp áo chống nhiễu này. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có một lớp giấy bạc như này nữa, giấy bạc họ bọc xung quanh nữa, bảo vệ cái lõi dẫn này cực kỳ tốt luôn. Dàn dây trong phòng thu để triệt tiêu nhiễu nhá. Ngoài lớp sắc dàn chống nhiễu ra còn có một lớp giấy bạc như này để triệt tiêu hoàn toàn nhiễu bên trong này. Trước khi mà vào cái lõi dẫn thì nó sẽ có thêm một cái sợi đồng trục, một cái sợi bạc đồng trục xoắn xung quanh cái lõi dẫn bên trong như này nữa. Và có rất nhiều những cái sợi dây như này để cố định dây này, tránh tình trạng bị co giãn dây trong quá trình chúng ta sử dụng. Và bên trong này thì chúng ta sẽ có là tổng cộng là 3 lõi dẫn cơ nhá. 3 lõi dẫn, một lõi đỏ này, một lõi xanh và một lõi trắng như này.
Phôi dây thì bên trong cốt dây nó là đồng mạ bạc, em sẽ tuốt ra để các bác và anh em xem này. Phôi dây cực kỳ đẹp luôn, sáng loáng đẹp nguyên. Đấy, phôi dây là đồng mạ bạc, đồng này là đồng tơ cơ nhá, đồng này là đồng tơ chứ không phải là đồng cứng đâu, đồng tơ mạ bạc cực kỳ đẹp như này. Em sẽ quay cận cảnh ở đây để các bác và anh em xem chi tiết này. Đấy, đồng tơ mạ bạc sờ vào rất là mềm mại mượt mà như này, truyền tải tín hiệu âm thanh thì cực kỳ tốt này. Đấy, cốt dây đồng mạ bạc, có một sợi đồng trục bạc quấn xung quanh ba cái lõi dẫn này, lớp áo chống nhiễu bên ngoài này, thêm cả một lớp giấy bạc để triệt tiêu toàn bộ nhiễu. Đấy. Những cái dòng dây sử dụng trong phòng thu thì chống nhiễu được cực kỳ tốt rồi, âm thanh cho ra thì trung thực chi tiết, đặc biệt là cái độ chi tiết rất là cao nhá, có độ chi tiết cao, thể hiện tốt được cả ba giải âm, tách bạch cả ba giải âm, bát mid chép lên chuẩn giải đủ giải cho các bác và anh em. Một bộ dây này có chiều dài là 1 mét, hiện tại đang có mức giá là 250.000 đồng một bộ, dài 1 mét. Một bộ sẽ gồm là 2 sợi và 4 đầu rắc như này các bạn nhé, 2 sợi và 4 đầu rắc, mức giá 250.000 đồng một bộ, bao ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì mới phải thanh toán. Một bộ là 250.000 đồng như này, các bác và anh em mua 2 bộ thì mức giá chỉ còn là 470.000 đồng cho 2 bộ. 470.000 đồng 2 bộ, bao ship cho các bác và anh em. Một bộ thì là 250. Và mọi thông tin chi tiết về đặt hàng sản phẩm thì các bác và anh em có thể là nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và tất cả những cái dây này thì em đã có sẵn tại tất cả các chi nhánh địa chỉ của em. Ở Hà Nội thì các bác và anh em có thể qua mua sắm trực tiếp tại địa chỉ là 263 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Một địa chỉ nữa ở Hà Nội là số 6 ngõ 185 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Các bác và anh em trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở trong khu vực Sài Gòn thì có thể qua địa chỉ là 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mà một địa chỉ nữa ở thành phố Hồ Chí Minh là 6/33 đường Bình Thành, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.